Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ xem phần 8 nhỏ bài số 6 Giáo trình đường đến nước Nga quyển 2 Trong phần bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem một mẫu câu Сложные предложения là câu phức hợp Сложные предложения с придаточным определительным Cái câu придаточное определительные có nghĩa là mệnh đề quan hệ chúng ta có thể dịch như vậy Tức là câu phức hợp với mệnh đề quan hệ có từ Katori Vậy thì cái từ katori này ở đây Chúng ta hiểu rằng là nó sẽ ở các cách khác nhau Katori sẽ là ở cách 1 à, Sau đó thì ở cách 2 Nó sẽ là katorover hoặc là katori Tùy theo cái giống của cái danh từ Mà nó có cái quan hệ đến à, Để làm được rõ việc đó Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các ví dụ à, Như vậy là các bạn sẽ rõ hơn Thế còn nếu mà chúng ta sẽ đi vào giải thích về lý thuyết ở chỗ này thì sợ rằng là các em sẽ bị đau đầu đau Prочитайте приложение в таблице 4 Hãy đọc những câu ở trong cái bảng số 4 В таблице 4 Объясните và hãy giải thích Почему меняется Và hãy giải giải thích xem tại sao lại thay đổi Форма слова Слово thành слово là cách hai Меняется форма слова который À, tại sao lại thay đổi cái dạng thức của cái từ catory achieve xịt và cái điều đó phụ thuộc vào cái gì thực chất ra thì à, nếu mà chúng ta muốn biến đổi cái từ Catori này sang các cách thì chúng ta đã phải hiểu à, lý do tại sao rồi và cái nguyên nhân à, mà dẫn đến cái việc mà cái từ Catori này nó có những cái dạng thức khác nhau để làm được việc đó thì ở đây à, chúng ta sẽ cùng xét ba cái dạng bài ví dụ à, tức là ba bài và từ đó thì chúng ta sẽ tự rút ra kết luận. thầy giáo sẽ hướng dẫn thêm cho các em là cái cách xác định đáp Cách đây không lâu, tôi có gặp gỡ với lại các bạn. Câu thứ hai, мои друзья приехали в Москву из Những người bạn của tôi đi đến Moscow từ thành phố Petersburg thế vậy thì ở đây người ta cho viết chữ đậm maiidruzia là viết chữ đậm vậy thì chúng ta cần phải viết cần phải đổi cái cấu trúc cái tập hợp từ này maiidruzia này sang cái từ Katori để nó trở thành một cái liên từ và nó kết nối kết nối hai cái mệnh đề này lại với nhau thành một câu phức hợp đây là một câu đơn đúng không ạ đây là một câu đơn hai cái câu đơn này được kết nối bằng cái từ Katori này đây thành một từ phức hợp cách nhau bằng một dấu phẩy À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái từ category này nó phải là ở dạng thức như thế nào. Ở đây chúng ta phân tích cái quan trọng nhất là là ở cái mệnh đề thứ hai này, nó làm cái gì ở cái mệnh đề thứ hai này? À, category này nó sẽ mở rộng, nó giải thích cho cái danh từ này rồi. Друзьями. À, là или những người bạn mà những người này làm cái gì đó ở phía đằng sau. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là My -ja друзья những người bạn của tôi đã đi đến từ đâu từ đâu không quan trọng quan trọng là cái chủ ngữ và cái vị ngữ chủ ngữ ở đây là may và vị ngữ là priya có nghĩa là cái mà làm chủ ngữ này nó phải ở cách một Thế vậy thì cái từ katori này nó sẽ thay cho cái tờ hợp từ này nó cũng phải ở cách một đúng không ạ à nếu mà nó cách một thì nó là katori bởi vì đây là số nhiều mà đây là số nhiều vậy thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào bởi vì đây là à, chủ ngữ và là ở số nhiều cho nên là cái dạng thức của nó là katoriye các em hiểu chưa ạ đó vậy thì một ví dụ ở đây chúng ta thấy là gì nào là nó làm chủ ngữ là chủ thể để gây ra cái hành động này và nó giải thích nó là giải thích cho cái danh từ đứng đằng trước này đó vậy trong trường hợp như thế thì nó là ở cách một nhưng mà các em đừng cần không cần phải lấy cái ý kiến mà thầy giáo vừa nói thành một cái lý thuyết nhé mà các em chỉ cần nhớ là gì nào cái từ katorie này nó ở trong cái mệnh đề thứ hai này nó là chủ ngữ thì nó là ở cách một nếu mà là, nó là bổ ngữ nó là bổ ngữ cho cái động từ này thì nó sẽ ở cái cách mà cái động từ này đòi hỏi đó có vậy thôi đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ thứ hai từ mày đây là những người bạn của tôi là câu thứ nhất câu thứ hai tôi thường xuyên nhận được thư từ những người bạn của tôi Vậy thì cái tập hợp từ in đậm ở đây mà chúng ta cần phải thay bằng cái từ katori là ở cách 2 với giới từ at at s druze Để làm cái việc thay vào, chúng ta chỉ cần chuyển cái từ katori này sang cách 2 bởi vì sao? Ở đây nó là cách 2 rồi, chúng ta chuyển nó sang cách 2 là xong đúng không ạ? À vậy thì chúng ta uh, sẽ nói như thế nào nào? nào? Et moi starie druze at katoreh я часто получаю письма, от которых, от которых, От которых, От которых, от которых, от которых я часто получаю письма. ta xem Мне нравятся мои друзья. то rất thích кабанку той. Летом я ездил в гости к своим друзьям. đến chỗ các bạn chúng tôi quỷ tự của tôi để chơi làm khách thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào là có giới từ k giới từ k là ở cách 3 vậy thì chúng ta sẽ thay cái từ katori và thay cho cái tập hợp từ swaim Druzem này và lẽ dĩ nhiên là đứng đằng sau giới từ k là ở cách 3 đây là số nhiều thì chúng ta sẽ có katori ở cách 3 sẽ là katorum và chúng ta biết lên bên trên bên dưới dấu phẩy này à bên đằng sau dấu phẩy này Мне нравятся мои друзья, которым, ну, которым летом я ездил в гости. Tiếp theo bây giờ sẽ là cách 4. Cách 4 thì cũng rất đơn giản thôi. Я сделал видео фильм о друзьях. Tôi làm một bộ phim về những người bạn. Я очень люблю своих друзей. Tôi rất yêu quý những người bạn của tôi. Thì vậy thì ở đây своих друзей là ở cách 4 bởi vì sao nó làm bổ ngữ trực tiếp cho động từ любить đúng không ạ? Люблю своих друзей. Thế vậy thì chúng ta chỉ cần thay cái katori vậy là ở cách bốn số nhiều nó sẽ thành katori đúng không ạ? À katori mà ở cách bốn số nhiều nó là katori. Vậy thì chúng ta sẽ nói như sau: Yes video видеофильм о Katori này ở đây ý nói là nó là bổ ngữ cho động từ này. À mà tôi rất là yêu các bạn ấy Bây giờ chúng ta sẽ xem cái ví dụ ở cách 5. Hãy làm quen với những người bạn của tôi. À, đây là mệnh lý thức. Hãy làm quen. adu отдыхал Tôi nghỉ ngơi với những người bạn của tôi ở ngoài biển. Thế vậy thì ở đây, giới từ s ở cách 5. Và đây là à, tập hợp từ ở cách 5 số nhiều. Thế vậy thì Katori sang cách năm số nhiều sẽ là katorumi đúng không ạ katorumi vậy chúng ta sẽ có cách nói paznakomchis s maimi druziami s katorumi ya adhal namore. ở đây ở phía đằng trước nó là một tập hợp ở cách năm nhưng mà điều đó không có nghĩa là đằng sau cũng phải ở cách năm ở đằng trước này có thể là ở bất kỳ bất cứ ở cái cách nào đúng không ạ thế và quan trọng ở đây là cái tập hợp từ này đây nó nó là bị chi phối bởi cái động từ này Adhikach trả lời cho câu hỏi Skem Skem ya na à, Ya adhikal Cho nên ở đây là S Các em hiểu chưa Chứ không phải ở đây là cách năm Bởi vì đây là cách năm Nhớ nhé Ví dụ bây giờ tôi có thể lấy một cái ví dụ khác Đây nó không phải là cách năm Mà nó là uh, Nó là ở cách khác chẳng hạn Ví dụ đây Vote photography My druzyami đây là uh, những bức ảnh của những người bạn của tôi mà với những người đó tôi nghỉ ngơi ở ngoài biển thế vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là ở cách hai đúng không ạ thế nhưng mà chúng ta có thể ghép với cái mệnh đề này uh, để nó thành một câu phức hợp đây là những bức ảnh của những người bạn của tôi mà với họ tôi mà với những người này thì tôi đã nghỉ ngơi ở ngoài biển đúng không ạ đó thầy giáo lấy cái ví dụ, dụ đó để các em hiểu rằng là không phải đây nó ở cách năm bởi vì đây nó nó là ở cách năm vô tình là người ta cho nó trùng nhau thôi thế còn bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp theo cái câu này bây giờ nó sẽ là ở cách 6 thế còn và ở đây thì lại là ở cách hai vote photography mấy đây là những bức ảnh của những người bạn của tôi vam tôi thường xuyên kể cho anh nghe về những người bạn của tôi thế vậy thì giới từ ô đòi hỏi đằng sau là phải ở cách 6 chúng ta chỉ cần thay katori sang cách sáu số nhiều sẽ thành là katorug a katorug vot fotografi mai druziei a katorug ya chaste raskazuvan đúng không ạ hy vọng rằng rằng là đến thời điểm này là các em đã bắt đầu hiểu à, cách sử dụng của liên từ katori ở trong câu phức hợp để gắn hai mệnh đề à, lại với nhau thành một câu phức hợp và cái liên từ này nó sẽ ở các cách, từ cách 1 cho đến cách 6, tùy theo uh, là cái cái chức năng của nó ở trong câu, cũng như là nếu như nó là chủ ngữ thì nó sẽ là ở cách 1, còn nếu như nó là bổ ngữ thì nó phụ thuộc vào cái động từ mà đòi hỏi nó ở cái cách nào. Để củng cố kiến thức thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 15. Hãy đọc những câu này эту информацию короче và hãy chuyển những cái thông tin này cho nó ngắn lại à, có nghĩa là gì is the book предложений từ hai câu сделай сделай chết nổ từ hai câu sẽ làm thành một câu используйте слово который в нужной форме và hãy sử dụng cái từ который ở trong cái dạng thức cần thiết bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem câu thứ nhất вчера на экскурсии мы видели старинные здания Ngày hôm qua ở trong cuộc tham quan thì chúng tôi đã nhìn thấy những ngôi nhà cổ. Và tiếp theo, эти старинные здания мне очень понравились. Những ngôi nhà cổ này làm cho tôi rất là thích. Vậy thì chúng ta biết rằng là cái cấu trúc нравится đòi hỏi cái chủ thể mà gây ra cái hành động thích cho ai đó là phải là ở cách một đúng không ạ? à chính vì vậy cho nên ở đây nó là echi starine zda nhà những ngôi nhà cổ này là ở cách một vậy thì chúng ta chỉ cần lấy cái từ katoriye để vào đây là xong đúng không ạ và thay đây bằng dấu phẩy chúng ta sẽ cùng nhau làm cherane skursi my videli starine zda nhà mne очень понравились trên thực tế thì cái cấu trúc mình nên нравится, camun нравится что đối với người việt nam mình hơi khó hiểu một chút bởi vì người nga người ta nói ngược nhưng mà nếu mà phân tích ra thì người việt người việt mình nói là tôi thích những ngôi nhà cổ thì có nghĩa là tôi tôi hướng cái hành động của tôi đến những ngôi nhà cổ đó là tôi thích nhưng người nga ấy, thì người ta lại khác cái khái niệm thích là một khái niệm khách quan À có thể thích có thể không thích đúng không ạ? Đó. Vậy thì cái khách quan đó phải là cái đối tượng à, nó tác động vào mình, có nghĩa là những cái ngôi nhà cổ nó đẹp quá nó làm cho tôi thích. Đấy. À cái người Nga người ta nói cái, cái 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 tư duy ngôn ngữ của người Nga thì nó lại là như vậy, cho nên người Nga người ta nói ngược so với người Việt Nam chúng ta. Cho nên là chúng ta phải hiểu là cái gì mà làm cho mình thích thì cái đó phải ở cách một. Nhớ nhé. Đó. Ví dụ như là những ngôi nhà cổ làm cho tôi thích thì nó ở cách một pan đúng hoặc đó bây giờ sang câu 2 na vui tập kì video Nova ở trong buổi trong buổi triển lãm hay là trong cuộc triển lãm tôi đã nhìn thấy những cái dự án project thì là những dự án là những cái thành phố hiện đại mới ở Novagara đúng ạ là những cái thành phố hiện đại mới và tiếp theo e chỉgara Park và những cái thành phố này thì bây giờ là còn chưa có. Thế vậy thì ở đây chúng ta gặp một cái khó đối với các em mới học tiếng Nga, các em gặp một cái khó là gì? Đó là cái cấu trúc Nehushtusvuyt. <laughs> nó là cái gì? Nehushtusvuyt <laughs> thực chất của nó, nó là nhét. Thực chất là nhét. À, nếu mà nó là nhét thì à, cái gì nhét thì nó sẽ ở cách hai. Các em nhớ trong tiếng Nga đúng không ạ? Cái gì nhét thì nó ở cách hai. Cho nên là cái cấu trúc Nehushtusvuyt <laughs> hoặc là có thêm một động từ nữa là nye bư vải nhe bư vải thì là cũng thực chất nó cũng vẫn là nhét vậy thì khi mà chúng ta hiểu nó là nhét thì có nghĩa là cái này chúng ta sẽ hiểu nó là ở cái hai mà cái này ở cách hai echi garadov là ở cái hai cho nên chúng ta chỉ cần chuyển cái từ katorie sang Cách hai số nhiều đó là từ katorukh hay là cái định dạng là katorukh katorukh paka nie đó các em nhớ nhé. Cái từ не существует các em đừng bận tâm về nó. Nếu mà не существует có nghĩa là nhét, nói nôm na nó là nhét. Mà nếu mà nhét cái gì nhét thì nó không nó là ở cái hai, nói nôm na nó là như vậy thì các em sẽ hiểu được ngay. Vậy thì chúng ta sẽ có câu là на выставке я видел проекты новых современных городов, которых пока не существует. Которых bạc như существует. Câu 3 của chúng ta. В журнале вокруг света" можно прочитать ở trong tạp chí vòng quanh thế giới có thể đọc được аpinimgчиресных научных экспериментах. À đọc được về cái gì? Về những cuộc thí nghiệm khoa học rất thú vị đúng không? Hay là về những cuộc thí nghiệm khoa học thú vị. Và câu thứ hai, эчими экспериментами занимаются разных стран. có nghĩa là các nhà bác học ở trên các nước khác nhau trên thế giới, các nước khác nhau trên thế giới là đang nghiên cứu về những cái thí nghiệm này, về những cái thí nghiệm này. Thế vậy thì chúng ta biết rằng là động từ danh như mát Đòi hỏi cái bổ ngữ phải là ở cách năm Đúng không ạ? Bởi vì sao? Chủ ngữ là là đâu? Là u chua nửa Đúng không ạ? U chua vị ngữ là đâu là danh nghĩa và bổ ngữ là echimi đúng không ạ vậy thì chúng ta chỉ cần thay cái từ который vào đây ở cách năm là xong là katori đúng không ạ katori vậy chúng ta sẽ có câu в журнале вокруг света можно прочитать о интересных научных экспериментах фай которыми занимаются ученые разных стран. Hy vọng là các bạn sẽ hiểu rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sang câu số 4. Кажды год в Москве строят новые жилые районы. À cái từ rayon này có nghĩa là các, các khu, chúng ta dịch là các khu. Khu à là là à khu nhà, zhilye à, là các khu nhà tập thể đúng không ạ? À là khu để sống đấy. Ví dụ như là bây giờ gọi là жилой rayon có nghĩa là một cái vùng để cho dân cư sống chúng ta có thể dịch là một cái khu dân cư đúng không ạ khu dân cư à, khu dân cư là người ta sống ở đấy đúng không ạ đó vậy thì chúng ta sẽ dịch như vậy nhé à hàng năm ở Moscow người ta xây dựng street là à, ngôi anh nhi đúng không ạ là chủ thể bất định à, thì vậy chúng ta sẽ nói là người ta xây dựng những cái khu dân cư mới đúng không ạ hàng năm ở Moscow người ta xây dựng những cái khu dân cư mới Câu thứ hai, về chỉ rayonach ở trong những cái khu dân cư này, живут или будут жить тысячи москвичей. Ở trong những cái khu dân cư này thì sẽ sống hoặc à, đang sống hoặc là sẽ sống hàng nghìn người Moscow, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta có cái tập hợp là gì nào? V ế chỉ là giới từ v ở cách 6. Katori mà cách sang số nhiều ở cách 6 là thành katorykh, đúng không ạ? V katorykh Каждый год в Москве строят новые жилые районы, в которых живут или будут жить тысячи москвичей. В книге Москва и москвичи ở Москва, cuốn Москва» мы прочитали о старых московских улицах. Chúng tôi да, à, Prachita là động từ thể hoàn thành Chúng tôi đã đọc được về Những cái đường phố Moscow cổ Stary là cổ kính đúng không ạ Pa e chim ulitsa Và trong ngày chủ nhật thì chúng tôi cùng với bạn bè đã đi dạo chơi theo những con đường phố đó. À, thì vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái tập hợp từ po, e chim ulitsam có nghĩa là po cộng với cách ba, katorie là số nhiều,

Hiện nay ở Moscow người ta đang xây dựng à, rất à, à, những cái ngôi nhà ngôi nhà. Zhilodom mà chúng ta có thể là những cái nhà tập thể đúng không ạ? À những cái nhà mà người ta xin, à, sống tập thể ở trong đó, đúng không ạ? Thế còn nếu mà chúng ta dịch nó là thành cái khu dân cư thì không đúng bởi vì sao là dama có nghĩa là cái ngôi nhà, ngôi nhà để cho mọi người sống trong đó. Đó. À, hay là à, chúng ta còn có thể gọi là những cái chung cư đúng không ạ những cái chung cư chung cư có nghĩa là cái nhà người ta cùng nhau sống trong đó đó thì dịch như thế nào là tùy ý các em các em có thể lựa chọn làm sao cho nó phù hợp như vậy câu của chúng ta là сейчас москве là hiện nay ở Moscow người ta đang xây dựng những cái ngôi nhà chung cư rất cao из окон ở эдридамов Damov а увидеть висгурт và từ cửa sổ của những ngôi nhà đó có thể nhìn thấy toàn toàn thành phố. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Is a open, is a open, từ cửa sổ. À, cái cái tờ hợp từ mà chúng ta cần thay đó là h đa một nghĩa là ở cách hai, đúng không ạ? Từ cửa sổ của cái gì? Của những ngôi nhà này. Vậy thì Katoria sang cách hai số nhiều là thành Katoru, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nói là сейчас в Москве, сейчас в Москве строят очень высокие жилые дома из окон hay là izoken đọc là liền với nhau izoken izoken katorukh mozhno uvidit ves gorod đó vậy thì vừa rồi chúng ta đã làm xong bài tập số 15 hy vọng rằng các em đã hiểu đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành bài tập số 16 bài tập số 16 đối với các em sẽ khó hơn bởi vì người ta không cho cái dòng chữ in đậm mà chúng ta phải tự nghĩ ra tự nghĩ ra ở đây à thì giáo sẽ cùng các em làm nhé my mama ocean lubit buvach là mẹ tôi rất thích à, có đến thăm những cái đường phố à, anagulala v jestvi à, anagulala v có nghĩa là à, mà bà ấy đã đi chơi ở ở thời thơ ấu thế vì, vậy thì ở đây gulyat có thể đi với tập hợp từ nào là po ulitsa đúng không ạ po ulitsa Vậy thì chúng ta có cái tập hợp từ po ulitsam ở đây Đã có rồi Po ulitsam Đây ở Đây Po ulitsam Đang chúng ta xem Có một cái câu mà chúng ta đã có rồi Po ulitsam Đây Po etim ulitsam Đúng không ạ? Po etim ulitsam À Vậy thì tương tự như vậy chúng ta sẽ nói là gì nào? À, nếu mà po echimulisam chúng ta chuyển sang dùng katori sẽ, sẽ, thành là po katorum đúng không ạ? Maya mama ocean lubit buvach na ulitsakh po katorum ana gulyala v detstve. Po katorum đúng không ạ? Mà bà ấy đã dạo chơi trên những cái đường phố đó vào thời thơ ấu. Paznakomche minya s devushkami. Hãy làm quen tôi với những cô gái. Ở đây thức mệnh lệnh à, và đằng sau là minya là hãy làm quen làm quen ai làm quen tôi với ai Diyor, làm hãy làm quen tôi với các cô gái à vui miếng chi à nếu mà các bạn học cùng cùng với nhau thì phải là katorum katorumi đúng không ạ à bởi vì sao là có từ miếng chi hiểu rằng là ở đây có nghĩa là là học cùng đúng không ạ và mà học cùng thì chúng ta sẽ thành là девушками, с девушками scami là ở ở cánh năm thế vậy thì thay cái từ katorie vào đó sẽ thành là skatorumi chúng ta sẽ nói là познакомьтесь à познакомьте меня с девушками с которыми вы вместе учитесь hãy làm quen tôi với những cô gái mà bạn học cùng đúng không mà các anh học cùng câu ba вечером я собираюсь позвонить своим братьям buổi tối tôi đang chuẩn bị sabiratsa sabiratsa pozvanit có nghĩa là đang chuẩn bị gọi điện đó đang chuẩn bị làm một cái việc gì đó à, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho những người anh em của tôi à, davno ni video davno ni video có nghĩa là không nhìn thấy ai à, video thì nó phải là ở cách 4 đúng không ạ À, là bổ ngữ trực tiếp cho vi thì là ở cách 4 đúng không ạ? Có một dạng thức nữa là đứng sau nghe À, thì nó phải là ở cách hai nhưng mà cái điều đó chúng ta chưa nói đến ở đây làm các bạn sẽ không bị loạn não mà chúng ta chỉ cần nhắc rằng là sau động từ visit có bổ ngữ trực tiếp là ở cách 4 vậy thì ở đây chúng ta phải thêm đó là từ katorie sang cách 4 là thành katorich вечером я собираюсь позвонить своим братьям à buổi tối tôi chuẩn bị gọi điện cho những người bạn của tôi katorich đã phần nói như video mà cách đây mà tôi lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy Tiếp theo, câu 4. Môi đục Người bạn tôi mua một cái băng cassette với những cái bài hát Nga. Mười chá radio. À, ở đây có nghĩa là mà tôi thường xuyên được nghe theo đài. Đúng không ạ? À, vậy thì chủ ngữ là là đâu? Là mươi. À, vị ngữ là đâu? Là sử Và bổ ngữ trực tiếp sẽ là những bài hát này. Đúng không ạ? Phải là cat mà chúng ta biết rằng là ở cách 4 slu là phải bổ ngữ cách 4 mà cách 4 chỉ bất động vật đó là pis nhỉ là những bài hát thì giống hệt như ở cách một số nhiều Vậy thì cat là cách một số nhiều ở đây chúng ta không sẽ để là cat đúng không ạ môi đó bây giờ sang câu 5 Prachitache etu историю и расскажите a людях. A, ở đây là gì? Vy uznali. a phải là katoriye, <laughs> nhưng mà ở đây là gì? À, vui là ở cách một là là chủ thể là chủ ngữ Uznali <laughs> <laughs> là vị ngữ Và Katori <laughs> sẽ phải làm bổ ngữ trực tiếp Mà bổ ngữ trực tiếp cho động từ Uznach <laughs> à, Đây là về những con người nó là phải là cách 4 mà cách 4 chỉ người thì phải là kato rước đúng không ạ giống cách hai số nhiều đúng không ạ à, chúng ta sẽ nói như sau прочитайте эту историю и расскажите о людях которых вы узнали hãy đọc à, cái câu chuyện này và hãy kể về những con người mà bạn bạn biết đúng không ạ à katoru với uznali hoặc là uznat hôm trước có một bạn chat hỏi tôi là thầy ơi uznat À, và uznavat có nghĩa là gì uznat và uznavat có nghĩa là nhận biết ra nhận ra ai đó vui mê nha nhiều uznali à nếu họ gặp nhau trên đường chào một người người ta không trả lời chúng ta hỏi vui mê nha nhiều uznali anh không nhận ra tôi à à đúng không ạ động từ uznat uznavat lúc đó có nghĩa là nhận ra thế còn à, có nghĩa là biết anh không biết tôi à đúng không ạ thì lúc đó là là znat động từ znat và uznat cũng hai cái từ узнать là động từ thể hoàn thành của động từ знать nhưng đồng thời cũng là động từ thể hoàn thành của động từ uznavat tiếp theo ở đây chúng ta sẽ đặt là Các em hiểu rồi gì ạ là ở cái bốn bổ ngữ trực tiếp ạ в москве есть много улиц ở moskva có rất nhiều đường phố à Tiếp theo, dali imena известных русских писателей À câu này đối với các em các em sẽ bị khó. Bởi vì sao? Là cái từ dali này, dali, dali thì chúng ta phải hiểu được rằng là đó là cái hành động mà chủ thể không xác định. Chủ thể không xác định có nghĩa là ngôi ai à nhi, à, chia ở ngôi ai à nhi và chúng ta dịch sang tiếng Việt sẽ là người ta, đúng không ạ? Người ta đặt tên những nhà văn Nga nổi tiếng, những nhà thơ Nga nổi tiếng và những uh, nhà bác học Nga nổi tiếng. Dali. Vậy thì chúng ta hiểu rằng là Dali đó là chủ thể là gì? Là bất định, đúng không ạ? Dali là à, là vị ngữ. Thế và Dali Kamu à, Dali đặt đặt cho cái gì? Là đặt cho những đường phố này. Đặt cho cái gì thì nó phải ở cách 3. Vậy thì nó phải là Kato đúng không ạ? câu này đối với các em là sẽ các em sẽ hơi bị khó làm một chút khi các em hiểu thì các em sẽ làm được các em phải hiểu là cái từ dali này đó là một chủ thể bất định à, câu là một cái hành động mà có chủ thể bất định à, chúng ta sẽ dịch sang tiếng việt là người ta đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này như thế nào ở moscow có rất nhiều đường phố mà người ta đặt tên cho chúng à, bằng tên của các nhà văn nhà thơ và các nhà bác học nga nổi tiếng đúng không ạ đó vậy thì chúng ta nói tiếng nga sẽ là В Москве есть много улиц, которым дали имена бэн 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 đằng sau đúng không ạ? Câu 7 của chúng ta. Май рос À, những người bạn của tôi, những người bạn của tôi. À, ở đây cái câu cái câu đơn này nó chia làm đôi và cái câu thứ hai nó lại chui vào giữa. Chúng ta phải có một câu thứ nhất. may рос живут в như bạn Những người họ hàng của tôi sống ở một thành phố nhỏ bên bờ biển. À, thế và cái câu thứ hai là Я часто езжу. Я часто езжу. Каму phải trả lời cho câu hỏi. Каму là, là đi đến thăm ai? Vậy thì chúng ta sẽ có câu là Которым, đúng không ạ? Май родственники Которым я часто езжу. Đó, họ chia làm đôi cái câu cái câu mệnh đề chính này cho nên các em sẽ cảm thấy nó hơi khó một chút đúng không ạ? Chúng ta cứ uh, hiểu rằng là uh, cái, cái, câu đằng sau này, cái mệnh đề thứ hai này là chủ ngữ là gia, Yesu là vị ngữ, Yesu thì đi đâu? Và phải trả lời cho hỏi Camu là đi đến nhà ai? Phải là Kato Rum. Mai -ru которым я часто езжу, живут в небольшом городе у моря. Кутам, расскажите мне о городах и странах. Вы уже были а, о городах и странах, в один день по в в которых, в которых, но в городах, я был в городах, городе и в стране в котор. Расскажите мне о городах и странах, в которых вы уже были. В которых là giấy từ v ở cách 6 các em hiểu nhé. Đó. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã xa, đã học xong một cái phần rất phức tạp, có thể nói rất phức tạp đối với các em. Đó là sử dụng uh, câu với mệnh đề uh, liên kết, uh, mệnh đề liên kết này này mà mệnh đề liên kết katori này mà nó ở 6 cách trong tiếng Nga từ cách 1 cho đến cách 6 ở số nhiều. Đó. Nếu như em nào chưa hiểu hết bài thì các em cần xem lại bài một lần nữa để làm sao cho nó hiểu. Và các em phải hiểu được thì các em mới có thể sử dụng được cái từ katori này. Và cái từ katori này thì người ta rất hay sử dụng ở trong cả văn viết và thậm chí kể cả văn nói. Nói đôi khi người ta cũng sử dụng nó, đúng không ạ? Google để giải để giải thích một vấn đề gì đó để cho các em dễ hiểu à, như vậy nhé các em cố gắng học nhé và cố gắng nghe nhiều lần cái bài này hơi khó nghe nhiều lần thì các em sẽ hiểu được nhé bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên bấm like viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa chúc các em học tốt có cuộc sống bình yên luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình